nội dung video này chúng ta sẽ đi nghiên cứu cái phương pháp để làm những bài tập plc và mình sẽ đi luôn cho các bạn một cái ví dụ như ở, như ở dưới đây thì đầu tiên chúng ta sẽ đến với phương pháp tư duy gồm có 3 bước ở đây thì bước đầu tiên là chúng ta sẽ viết cái hàm đóng tức là mình ký hiệu tạm nó là s cộng tức là cái hàm mà làm cho cái tín hiệu điện bằng một hoặc là làm cho nó có điện còn bước hai là chúng ta sẽ viết cái hàm cắt s trừ và sau đó thì chúng ta sẽ viết cái hàm s thì nó sẽ có công thức như sau là S cộng này cộng với cả S này đóng ngoặc và nhân với S trừ đảo thì tí nữa mình sẽ giải thích kỹ hơn về đây là cái ở chữ ở đây chúng ta có cái nút ấn thì nó sẽ ký hiệu như thế này còn công tắc thường đóng thường mở thì tí mình sẽ giới thiệu sau thì bây giờ chúng ta đi vào một cái ví dụ thì đầu tiên bài toán điều khiển động cơ điều khiển khởi động hoặc là dừng động cơ thì điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha với một số những yêu cầu khi mà chúng ta ấn start thì động cơ chạy có bảo vệ quá tải và ấn stop thì động cơ dừng thì để hoàn thành một việc giải một bài toán điều khiển thì chúng ta cần vẽ được những cái sơ đồ và bản chất là chúng ta sẽ phải đưa ra được cái chương trình ngôn ngữ lát cuối cùng thì chúng ta sẽ phải viết một số sơ đồ như sau thì ở đây mình giải thích nhanh cái sơ đồ này thì đây là một cái PLC của chúng ta đây là cái, cái tín hiệu y0 tức là tín hiệu đầu vào thì bao gồm có nút start stop và rt là cái kiểu dạng bảo vệ quá tải giống như là ở đây theo đề bài yêu cầu thì uh, bước đầu tiên mà chúng ta giải những cái bài tập này ấy, thì chúng ta cần nhớ là chọn cái loại cảm biến trước nhé hoặc là chọn cái loại này này xem nó là lại thường đóng hay thường mở để chúng ta viết chương trình đấy là cái cực kỳ quan trọng tiếp theo thì ở đây uh, mình có một từ tín hiệu đầu ra mình có kết nối với một cái relay R1 ở đây Thì nó sẽ nhấp nhả ở đây Và nó sẽ Làm cho cái này nó hoạt động Tức là cái RT này Nó sẽ Công tắc tư Nó sẽ nhấp nhả ở đây Thì nó sẽ điều khiển cái K này Và cái K nó điều khiển ở đây Thì do đó cái động cơ này nó sẽ quay Tiếp theo thì chúng ta Ở đây thì Nối start stop RR nhiệt Và RT vào cái PLC này Khối R1 đóng cắt tiếp điểm R1, tiếp điểm R1 đóng cắt công tắc tơ K và công tắc cơ K sẽ đóng cắt tiếp điểm K. Thì đây là một cái phần diễn giải của mình thôi. Tiếp theo thì chúng ta đến với bước 1 nhé. Theo cái uh, phương pháp tư duy ý. thì đầu tiên là chúng ta sẽ viết hàm đóng cho động cơ là hàm S+ đúng không? Thì uh, S+ Thì uh, tức là khi mà động cơ chạy thì tức là cái mình minh họa là cái M cái M này nó sẽ bằng 1. Bản chất là nó là S nhá, thì S bằng 1. Thì đây là hàm đóng này. Tức là cái động cơ này nó sẽ đóng khi mà chúng ta ấn nút start, tức là cái tác động vào cái Y00 này. Được chưa? Tác động vào Y00 như cái hình này. Đây, mình ấn start thì tác động Y00 thì ở đây nó có điện thì tín hiệu điện truyền từ đây vào đây thì nó sẽ bằng 1. Còn tương tự như stop thế nếu mà chúng ta muốn tắt thì chúng ta kích vào đây. Thì y không không sẽ bằng một được chưa? Còn cái RT sẽ để sau đi. Tiếp theo chúng ta viết cái hàm cắt. Hàm cắt tức là cái hàm là làm cho cái con động cơ này nó bằng không Tức là nó không chạy nữa. Thì khi nào? Khi mà chúng ta stop hoặc là động cơ quá tải thì nó sẽ dừng đúng không? Thì chúng ta sẽ có hai trường hợp do đó chúng ta sẽ sử dụng cái dấu cộng ở đây. Tức là tác động vào y0.1 và y0.2 thì nó sẽ dừng dừng cái động cơ của chúng ta. Tiếp theo thì chúng ta viết uh, cái công thức như này, như công thức mình vừa chia sẻ lúc đầu đây và chúng ta thay vào thì cái s này thì chúng ta sẽ thay bằng uh, cái động cơ. thì động cơ là cái đầu ra, do đó là nó sẽ là có cái tín hiệu này là q không không, tức là cái tín hiệu ra điều khiển đấy. thì ở đây mình đã viết được như thế này rồi, đây. Đây là hàm đóng này. Còn hai cái hàm cắt sau khi mà chúng ta biến đổi S trừ đảo ấy thì nó sẽ ra cái như thế này. Và sau đó thì chúng ta viết được cái chương trình như như thế này. Thì viết cái này ở đây nó có là dấu cộng này thì chúng ta sẽ chia ra làm hai đường, tức là hai trường hợp. Còn cứ cái nào mà nó còn là dấu nhân thì nó sẽ là là viết uh, nối nối tiếp với nhau giống như một cái bài mà mình đã chia sẻ ở cái video trước rồi. Ấy thì đây đây là cái cách mà chúng ta viết a cộng b thì là sẽ là hai cái trường hợp còn a nhân b thì nó sẽ viết nối tiếp thì tương tự là mình đã viết được cái ngôn ngữ lát này thì nếu mà các bạn muốn xem mô phỏng thì các bạn có thể truy cập vào cái danh sách phát PLC S7 300 và mình đã mô phỏng gần như là tất cả những cái bài mà mình thuyết trình ở đây video sau chúng ta sẽ đi tiếp một số những bài tập để củng cố thêm cái kiến thức về cái phương pháp tư duy như vừa rồi nhé